Xin chào mọi người, một vật dụng mà anh em nào có xe đạp trong nhà đều phải sở hữu đó là một con bơm đồng hồ. Con này thì đến thương hiệu đến từ Maric Road. Con này là bơm là có đồng hồ có thể đo áp lực lốp nhá, bởi vì bây giờ rất nhiều anh em sử dụng xe là vành carbon nên nếu chúng ta bơm chúng ta không có áp lực đồng hồ áp lực, chúng ta không thể biết số ký bao nhiêu và dẫn đến tình trạng bơm hỏng vành là cũng có. Thì con đồng hồ này công suất của nó lên đến 160 psi. Đây, trong đồng hồ nó có hoặc là tương đương với 11 cân hơi. Thì con này là bơm này, dòng này là thân thép đó và đế nhựa. Con này thì đầu chân van của nó sử dụng cho cả van gạo và van cối. Bây giờ rất là nhiều xe đạp đua nó sử dụng van gạo là van Pháp ấy, thì chúng ta phải bắt buộc phải dùng đến đầu này. Đầu này là đầu 201. Con này hơi rất là nhiều, rất là khỏe. Mỗi một bộ bơm thì nó sẽ tặng cho chúng ta một đầu bơm bóng này, hai đầu bơm bóng bay chuyển đổi, và đặc biệt là đồng hồ, đó là đồng hồ ở trên cao nên chúng ta sẽ quan sát cái số của nó áp suất nó dễ hơn. Nên mẫu bơm này là mẫu của Maric Road và giá của nó khá là hợp lý. Con này mình có gắn link ở trên TikTok Shop, các bạn có thể lên trên đó và mua hàng.